Thưa quý vị, để tiếp tục mạch liên quan tới chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản, hay nói rộng ra là cái học thuyết chủ nghĩa Mác Lênin ở Việt Nam hiện nay, mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang mải mê theo đuổi. Vậy thưa quý vị, nếu quý vị hiểu rằng bản chất của chủ nghĩa Mác Lênin hay chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội theo kiểu cộng sản, thì tất cả nó dựa trên một cái nền tảng chung, đó là sở hữu duy nhất, có một cái thành phần đó là sở hữu toàn dân. Và chủ nghĩa xã hội theo kiểu Mác Lênin, người ta sẽ xóa bỏ sở hữu của tư nhân. Để quý vị hiểu rõ hơn cái vấn đề này, chúng tôi xin trình bày với quý vị một cái bài viết của nhà báo Lê Phú Khải với cái tiêu đề Một trang hồi ký về Lênin toàn tập, thanh gươm không đối thoại. Như quý vị đã biết, nhà báo Lê Phú Khải là một cựu nhà báo danh tiếng, là một cây đa cây đề trong làm báo của Việt Nam hiện nay. Theo nhà báo Lê Phú Khải, trong bài viết cho hay, nhân đọc bài quan điểm của Lênin về nhà nước của giáo sư Nguyễn Đình Cống, theo tác giả, đó là một cái bài viết công phu đã chỉ ra cho chúng ta thấy, dù ở một cái khía cạnh hẹp, vì sao Liên Xô hùng mạnh đến như vậy mà đã sụp đổ, và nguyên nhân chỉ vì Stalin tiếp tục thực thi một cái cách sắc máu chuyên chính vô sản của Lenin. Đồng thời, một cái điều đáng quan tâm đó là trong bài viết của mình, giáo sư Nguyễn Đình Cống đã nhắc đến một cái bộ Lenin toàn tập đồ sộ tới 55 tập bằng tiếng Việt. Theo nhà báo Lê Phú Khải cho hay, tôi có một cái kỷ niệm khá thú vị về bộ sách Lenin toàn tập. Đó là một bộ sách 55 cuốn, mỗi cuốn thì dày cộp, chữ thì nhỏ li ti. Theo tác giả, thực ra những cái lần đầu bộ sách này được in bằng tiếng Việt thì đều in ở nhà xuất bản Tiến Bộ ở Nga. Số là những cái năm tôi làm phóng viên thường trú của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo nhà báo Lê Phú Khải, tôi có giao du với anh Kim Tinh quê ở Bến Tre. Anh Kim Tinh là phó tổng biên tập báo Ấp Bắc, một tờ báo của Đảng Bộ tỉnh Tiền Giang. Theo tác giả Lê Phú Khải, anh Kim Tinh vì in tại nhà báo Ấp Bắc, tờ báo Người Kháng Chiến Cũ của ông Nguyễn Hộ, chủ tịch Hội Người Kháng Chiến Cũ của thành phố Hồ Chí Minh, nên anh Kim Tinh đã bị người ta khai trừ ra khỏi đảng, cách chức phó tổng biên tập. Còn ông Nguyễn Hộ thì bị bắt ở Sông Bé, sau đó đưa về Sài Gòn giam lỏng. Theo tác giả Lê Phú Khải, sau đó, bởi chán ngán sự đời, anh Kim Tinh đã về quê lập một cái trang trại nhỏ ở ngoại vi thành phố Mỹ Tho để nuôi chim cút. Còn thời gian rảnh rỗi thì anh Kim Tinh đọc Lenin toàn tập. Theo tác giả, mấy năm sau tôi có dịp đến thăm trang trại chim cút của anh Kim Tinh. Vừa gặp tôi, anh Kim Tinh đã khoe tôi đã đọc hết 56 cuốn Lenin toàn tập rồi. Tác giả Lê Phú Khải cho biết, nghe vậy tôi kinh hoàng quá, vì ở Việt Nam và có lẽ trên toàn thế giới ít ai dám cả gan đọc hết một cái bộ Lenin toàn tập với hơn 50 cuốn dày cộp. Và tôi hỏi anh Kim Tinh, anh đọc hết Lenin toàn tập thì anh thấy như thế nào? Anh Kim Tinh trả lời, Lenin sai, Trotsky mới là người đúng. Tôi lại hỏi tại sao sai đúng ở chỗ nào? Thì Kim Tinh nói, Trotsky phê phán Lenin rằng khi chính quyền có trong tay rồi mà các anh vẫn thực hiện chuyên chính vô sản thì đó sẽ là thanh gươm không có đối thoại. Theo nhà báo Lê Phú Khải, mãi về sau tôi mới có thời gian để tìm hiểu cái tác phẩm Cách mạng vô sản và tên phản bội Trotsky mà tác giả là Lenin. Đây là một cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 1918, và còn tìm hiểu cả cái tác phẩm bàn về chuyên chính vô sản của Trotsky. Theo nhà báo Lê Phú Khải, tôi bây giờ đã 79 tuổi, có nghĩa là tôi sống cả đời trong chế độ chuyên chính vô sản, ở ngay các cái nước lạc hậu, công nhân nông dân nghèo, thậm chí thiếu kinh nghiệm nhất, thiếu học thức nhất. Đó là những cái điều mà Lenin viết trong cái tác phẩm Cách mạng vô sản và tên phản bội Trotsky. Chế độ đó đã quản lý đất nước ra sao? Theo nhà báo Lê Phú Khải, tôi đã chứng kiến các cái tòa án nhân dân trong cải cách ruộng đất. Tôi đã chứng kiến việc cải tạo tư sản ở Hà Nội. Tôi đã chứng kiến đấu tố nhân văn giai phẩm. Và tôi thấy, và càng thấy, Trotsky rất đúng
khi ông ta phê phán Lenin thành gươm không đối thoại của cái vấn đề chuyên chính vô sản. Theo tác giả, chính thành gươm không đối thoại ấy đã phạt đầu cụ già, một cái đảng viên 56 tuổi đảng, 84 tuổi đời, là cụ Lê Đình Kình ở làng Đồng Tâm, khi cụ này dám chống lại chuyên chính vô sản. Và đó chính là lý do tại sao giáo sư Hoàng Xuân Phú đã bào chữa cho cụ Lê Đình Kình và coi tội của cụ Lê Đình Kình là vô tội. Và nếu có tội thì cụ Lê Đình Kình đã bị bắt và đem ra xử trước tòa, chứ người ta không thể lén lút thủ tiêu cụ như vậy. Và như thế thì cụ Lê Đình Kình sẽ không chết. Bởi vì vô tội nên cụ Kình đã bị người ta buộc phải chết. Thưa quý vị, đáng chú ý trong cái bài viết của nhà báo Lê Phú Khải, nó có một cái chi tiết, đó là tháng 3 năm 1991, vào cái thời điểm Liên Xô sắp tan rã, theo nhà báo Lê Phú Khải, tôi có một cái may mắn là được cơ quan cử đi Liên Xô làm việc với cái bàn Việt ngữ của đài phát thanh đối ngoại Moscow. Theo tác giả, các cái bạn trong bàn Việt ngữ của đài phát thanh Moscow, họ là những cái người nói tiếng Việt rất trôi chảy. Theo tác giả, chị Irina, trưởng bàn Việt ngữ của đài phát thanh đối ngoại Moscow, có nói với tôi rằng: anh Phú Khải, anh có biết tại sao Liên Xô chúng tôi, người ta nói Lenin là người nói đến dân chủ nhiều nhất không? Tôi chưa biết trả lời thế nào, thì Irina, trưởng ban Việt ngữ, đã nói với tôi rằng vì người thứ hai nói đến dân chủ đã bị Lenin đập đầu cho đến chết, đó là Kosky. Chưa hết, thưa quý vị, theo nhà báo Lê Vũ Khải, các cái bạn trong ban Việt ngữ còn nói với tôi rằng ở Liên Xô cho đến nay, theo thống kê, đã không có một cái gia đình nào, không có một cái dòng họ nào, không có người bị Stalin giết hại trước đây. Và thưa quý vị, chuyên chính vô sản cho đến nay, theo nhà báo Lê Phú Khải, nó đã sụp đổ ngay chính trên quê hương của nó, còn ở ngay các cái nước lạc hậu, công nhân và nông dân nghèo như ở Việt Nam, thì người ta cầm thanh gươm không đối thoại bây giờ không phải dành cho giai cấp vô sản nữa, mà thanh gươm không đối thoại đã được dành cho các cái ông chủ ở biệt phủ ăn thịt bò rát vàng. Theo tác giả Lê Phú Khải, bây giờ anh Kim Tinh, dân Bến Tre, đã đi xa. Và cái bài viết này của tôi để tưởng nhớ đến một người đã mất công đọc hết 55 cuốn sách trong bộ Lenin toàn tập, để cuối cùng phát hiện ra một cái điều mà ít ai biết, đó là câu nói bất hủ của tên phản bội Kosky. Thưa quý vị, bây giờ trở sang một cái vấn đề có lẽ quý vị quan tâm, đó là tại sao Việt Nam chúng ta không thể tiến hành một cái thể chế chính trị đa nguyên đa đảng như ở Liên bang Nga đang áp dụng hiện nay. Và thưa quý vị, cái thể chế chính trị ở Liên bang Nga dù là đa nguyên đa đảng nhưng vẫn là cái nhà nước độc tài trong sự kiềm chế cũng như quản lý của Vladimir Putin. Chúng tôi giới thiệu một cái bài viết để trả lời cái câu hỏi của tác giả Kiều Long. Theo tác giả, đa nguyên đa đảng cho tới nay nó vẫn là một cái điều cấm kỵ mang tính tuyệt đối ở Việt Nam chúng ta. Được biết mới đây, trong một chuyến công du của Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân tới thăm Cộng hòa Liên bang Nga, có một cái điều báo chí Việt Nam không nhắc đến, đó là hệ tư tưởng chính trị của người Nga hiện nay. Theo tác giả Kiều Long, ở nước Nga không có một hệ tư tưởng nào được coi là thống soái nữa. Bởi vì theo khoản 1 và 2 của điều 13 Hiến pháp năm 1993 thì nước Nga thừa nhận hệ tư tưởng đa nguyên, không một cái hệ tư tưởng nào được coi là hệ tư tưởng thống soái trong xã hội. Và theo khoản 3 của điều 13 của Hiến pháp Nga khẳng định nước Nga thừa nhận chế độ đa nguyên chính trị cũng như đa đảng. Theo các quy định nói trên của Hiến pháp Nga hiện nay thì chủ nghĩa Mác Lênin không còn làm cái hệ tư tưởng chủ đạo trong xã hội như ở cái thời kỳ trước đó nước Nga xây dựng một cái nhà nước Xô Viết. Và nước Nga bây giờ thực hiện một cái chế độ đa nguyên chính trị, các cái đảng phái được tự do tranh cử. Và sau khi Hiến pháp năm 1993 có hiệu lực một cách chính thức thì lập tức ở Nga đã hình thành và phát triển 30 đảng phái chính trị. Các đảng phái chính trị lớn nhất ở Nga hiện nay đó là Đảng Thống Nhất Nga, là một cái đảng ủng hộ Medvedev và Vladimir Putin. Thứ hai là Đảng Cộng sản Nga. Thứ ba, Đảng Dân Chủ Tự Do Nga, Đảng Dân Chủ Nga.
Gia Local, liên minh các cái lực lượng cánh hữu hay Đảng Công lý xã hội Nga vân vân và vân vân. Theo tác giả Cửu Long, trước cái câu hỏi Liên bang Xô Viết sụp đổ và đánh dấu bằng một cái buổi tối mùa đông lạnh giá, đó là buổi đêm 25 tháng 12 năm 1991, đồng chí đánh giá thế nào về cái cơn địa chấn, chấn động thế kỷ 20, đó là sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết cũng như khối xã hội chủ nghĩa, là một cái sự kiện chính trị chấn động và điều đó nó tác động với nhân loại và với nước Việt Nam hiện nay ra sao? Theo tác giả, ông Vũ Quốc Hùng, cựu chủ nhiệm, cựu phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã trả lời mà truyền thông nhà nước dẫn ra như sau. Liên Xô trước khi sụp đổ đã xảy ra khủng hoảng về người đứng đầu đảng. Từ yêu cầu của thực tiễn, họ cũng đã tiến hành cải tổ, nhưng sự cải tổ này không đảm bảo nguyên tắc và điều đó dẫn đến sự tan rã. Theo ông Vũ Quốc Hùng, tôi cho rằng một cái điều quan trọng khiến cho Liên Xô tan rã là khi những người lãnh đạo bắt đầu bị thoái hóa cũng như biến chất. Khi mà nhà nước Liên Xô sụp đổ, các cái nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình nhiều năm không làm, đó là lý do vì sao chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô lúc đó thoái trào và cuối cùng làm chuyên quyền độc đoán và tất yếu mang tính cá nhân rồi dẫn đến tan rã và sụp đổ. Theo tác giả Cửu Long, thế nhưng với những cái gì mà báo chí tường thuật về chuyến công du nước Nga mới đây của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã cho thấy nhà nước Liên Xô sụp đổ nhưng nước Nga hiện nay đang phục hồi thế lực để trở lại một cái cường quốc hùng mạnh. Và cường quốc ấy như đã nói ở trên, họ cho rằng không có một cái hệ tư tưởng nào được coi là hệ tư tưởng thống soái trong xã hội Nga. Được biết ngày 12 tháng 6 năm 1990, Xô Viết tối cao Liên bang Nga đã thông qua một cái tuyên bố chủ quyền quốc gia Nga. Và ngày 26 tháng 12 năm 1991, cộng đồng các quốc gia độc lập SNG được thành lập cũng như chấm dứt sự tồn tại của Liên Xô. Và nước Nga tiếp nhận sự thừa kế của Liên Xô, bao gồm các cái vị trí trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lập pháp, hành pháp và tư pháp đều độc lập, tam quyền phân lập rõ ràng. Và cái nguyên tắc phân chia quyền lực được xác định trong cái điều 10 của Hiến pháp Nga năm 1993 đã khẳng định quyền lực nhà nước ở Cộng hòa Liên bang Nga được thực hiện trên cơ sở phân chia các cái quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các cái cơ quan lập pháp và hành pháp, tư pháp độc lập với nhau. Đó là lý do thực hiện các nguyên tắc trên đây. Nghị viện, tức cơ quan lập pháp và tổng thống đều do dân bầu cử trực tiếp và các cái thẩm phán được tổng thống bổ nhiệm suốt đời. Theo đó, chính quyền được coi là một cái cơ quan quyền lực nhà nước thực hiện các cái quyền hành pháp trên cơ sở của hiến pháp. Và chính phủ không còn là cơ quan chấp hành của cơ quan lập pháp như thời kỳ Xô Viết. Theo đó, Điều 1 Luật Tổ chức Chính phủ Liên bang Nga năm 1997 đã quy định rất rõ Chính phủ Liên bang Nga là cơ quan quyền lực nhà nước, Chính phủ Liên bang Nga thực hiện quyền hành pháp của Liên bang Nga. Theo Điều 113 của Hiến pháp 1993 của Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Hiến pháp và các cái luật của Liên bang, sắc lệnh của Tổng thống, quyết định đường lối chỉ đạo và tổ chức công việc của Chính phủ. Tổng thống bổ nhiệm thủ tướng với sự tán thành của Hạ viện. Sự phân chia quyền lực, các cái nhánh quyền lực độc lập với nhau, nhưng có sự kiềm chế đối chậm với các cái nhánh quyền lực. Và điều này thể hiện rất rõ trong Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993. Theo tác giả, theo quy định của Hiến pháp Nga, nếu Hạ viện Nga 3 lần bác bỏ ứng viên thủ tướng do Tổng thống lựa chọn, thì Tổng thống sẽ bổ nhiệm thủ tướng theo ý chí của mình, thậm chí có thể tuyên bố giải tán Hạ viện, chỉ định cuộc bầu cử Hạ viện mới. Ngoài ra, Tổng thống Nga còn có quyền bổ nhiệm Phó Thủ tướng và các bộ trưởng theo đề nghị của Thủ tướng. Các thành viên chính phủ Nga không thể đồng thời là thành viên của Hạ viện hay Thượng viện. Đó, thưa quý vị, những cái điều đó là rất khác biệt với Việt Nam hiện nay. Tức là như ở Nga thì Thủ tướng có toàn quyền đề nghị cái ekip nội các của mình để Tổng thống bổ nhiệm. Và một cái điều đáng nói đó là các thành viên chính phủ không là đại biểu quốc hội. Và điều đó nó thể hiện rõ
quyền lực của nhà nước ở Nga, nó thật sự đến từ lựa chọn của người dân. Chưa hết, thưa quý vị, theo tác giả cho hay, tương tự như hiến pháp của Việt Nam, nguyên tắc chủ quyền tối cao của nước Nga thuộc về nhân dân và tất cả các cái quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân. Xuất phát từ nguyên tắc chủ quyền tối cao của nhà nước thuộc về nhân dân và tất cả các cái quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân. Hiến pháp của Nga quy định rất rõ nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực của mình thông qua cơ quan quyền lực của nhà nước hoặc chính quyền tự quản địa phương. Theo khoản 3 điều 3 của Hiến pháp Nga đã quy định cách thức thể hiện trực tiếp cao nhất quyền lực của nhân dân, đó là cái vấn đề trưng cầu dân ý và bầu cử tự do. Theo đó, Hiến pháp năm 1993 của nước Nga sau khi được Tổng thống phê chuẩn đã được trưng cầu ý kiến, tức là trưng cầu dân ý để thông qua vào tháng 12 năm 1993. Theo tác giả Cửu Long, với một cái vài tóm tắt như vừa kể về Liên bang Nga, một cái đồng minh trong quá khứ cả hiện tại của Việt Nam, điều đó nó cho thấy cái vấn đề đa nguyên chính trị không hề làm cho nước Nga suy yếu đi và Đảng Cộng sản Nga vẫn tiếp tục phát triển và bình đẳng cạnh tranh với cái Đảng Thống nhất Nga của ông Putin hiện nay. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không nhìn nhận và lấy cái bài học của nước Nga để áp dụng cho Việt Nam? Và thưa quý vị, lý do tại sao, chúng tôi xin truyền lại để quý vị nghiền ngẫm và rút ra cái câu trả lời cho mình. Thưa quý vị, để kết thúc cái bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị cái bài viết của giáo sư Nguyễn Đình Cống liên quan tới cái vấn đề hiện nay. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đang loay hoay trước những cái tình thế nguy hiểm của cái sự suy thoái, trước hết là sự suy thoái của các cái lãnh đạo cao cấp. Đó là lý do tại sao Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây nhất trong cái hội nghị chính đốn đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra các cái vấn đề cần phải cấp thiết củng cố làm trong sạch đảng,